Đây có những món khế này bà con cũng là cái trị này bệnh. Là nhiều khi người ta uống tiểu đường cũng được. Ừ. Rồi ta uống về ta biến. Dạ. Ủa lá dứa là lại thơm, ta làm nấu cơm nấu gì để cho thơm không chị? Bây giờ làm thuốc luôn hả? Ôi là mình có vô tình gặp là những cái thứ này nha bà con nha. Tức là những thứ mình ăn rất là bình thường nhưng mà nó lại là thuốc. Bó gì ra 10 ngàn. Một bó thì trị bệnh gì? Ho, phổi. Phổi. Đây là cái cây là lá là tên gì? Cỏ cứt heo. Cỏ cứt heo. Ê cha, nghe cái tên này thơm quá vậy. Ừ. Đó là đinh lăng đó. Ồ, đinh lăng cũng làm thuốc được luôn hả? À, làm thuốc ăn luôn á. Hả? Mình làm thuốc gì? Đinh lăng này. Đau nhất này nọ đó. Ồ, cái đinh lăng không được, cái trồng ở nhà, ta trồng ở nhà đồng kiển dạ, á. Đồng kiển. Ừ. Tới nhà trị bệnh gì? Đau nhất. À. Cha hôm nay mình đi tới mình tìm hiểu ra cũng có một số cái hay quá ha. Tại mình bán lâu chưa? Lâu rồi. Lâu là có lâu. Bán rồi 17 tuổi tới giờ. Trời ơi. Dạ là 50 tuổi rồi đó. 17, 50 tuổi là tính ra là cũng gần 30 năm rồi. Ừ. Ôi. Xin mến chào bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh của Cao Trung Vlog. Chuyên đang có mặt tại chợ này gọi là chợ thuốc Nam ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Có nghĩa là quý một chợ này bán toàn là thuốc Nam hết nha bà con nha. Bán toàn là thuốc Nam. Đó, các bà con có thể nhìn thấy nè, cây, củ hoa, củ quả rất là nhiều. Đó, thì cái chợ này nằm ở ngay góc đường của Nguyễn Du và Hòn Hoa Thám. Và bà con có thể nhìn thấy là ông Nguyễn Trung Trực đang đứng bên kia. Đó là ngay cái tượng đài Nguyễn Trực, chắc là rất quen thuộc với bà con thành phố Rạch Giá, cũng như là bà con lân cận đã từng đến Rạch Giá đến ông Nguyễn Trực rồi đúng không? Bây giờ Trưng sẽ đi vô bên trong này để review cho bà con về cái chỗ mà bán thuốc Nam. Đây. À cô ơi, mình đây là mình bán thuốc này cô. Mình Nam. Thuốc Nam hả? Cô bán hả? Ồ, bán ở đây mình bán như thuốc là thuốc gì cô? Nam đủ thứ thuốc, đủ thứ bệnh. Ồ, và đủ thứ bệnh luôn hả? Gan, ung thư, tiểu đường, khối u. Ồ. Nhức mỏi. Dạ. Có gan, ung thư, tiểu đường, khối u luôn. Nhức mỏi luôn. Ừ. Đây như rau tươi ấy cô hả? Rau tươi, xong cảm rồi đó. À, thường rau này chú là xong cảm là chính. Ờ, uống ho rồi phổi. Dạ. Ho, phổi, xong cảm. Dạ. Rau này phải chắc là phải nó tơi nhìn chúng mới hái luôn nè. Này là phải bán hết trong ngày rồi. Dạ, mình bán giống như là bán di động ấy cô hả? Mình mới di động hả? Tức bán là hai mấy năm rồi, bán hoài luôn. Hai mấy năm nay rồi. Ồ, lâu. 6 năm. Là cô là người bán ở đây luôn hả? Người bán đây luôn, người ở đây. Dạ, yeah, lâu quá vậy nha. Bán tới tóc bạc. Dạ. Yeah. Quá trời lâu rồi. Như vậy là có rất là nhiều kinh nghiệm rồi, thấy không? Đây là những cái thang thuốc mà gọi là thang thuốc mà đã. Cái đó là chị gan, tiểu đường. Gan, tiểu đường. Dạ. Yeah. Cái chợ này người ta gọi là chợ gì? Chợ thuốc Nam. Chợ thuốc Nam, chỉ là nó chợ thuốc Nam thôi. Dạ. Yeah. Đường Nguyễn Du. Dạ. Yeah. Đây có những món khế này bà con cũng là trị bệnh. Là nhiều khi ta uống tiểu đường cũng được. Ừ. Rồi ta uống về ta biến. Dạ. Yeah. Thôi cảm ơn cô nha. Đây Trưng đi thêm về cái đây. Đây thì có những cửa hàng này, cũng là cửa hàng thuốc Nam này bà con nha. Đây. Bán. Ồ. Đây những bao thuốc Nam là đây sẵn nè. Cô ơi, cái này mình bán lâu chưa cô hả? Bán lâu. Lâu lắm rồi hả? Là cỡ bao lâu rồi? Lâu. Hai mấy năm rồi. Hai mấy năm nay hả? Ủa như là về chợ này chắc là bán cũng tầm hai mấy năm luôn hả cô hả? Lâu lắm rồi. Ở chợ này hồi xưa là cái chỗ này rồi sao mới giờ có bên trung tâm thương mại. Dạ. Cái chợ cũ là ngay ông Nguyễn. Đây nè, ngay cái công viên này là chợ cũ đó. Lập đi chứ. Dạ. Như đây mình bán là bán thuốc về trị cái gì? Như ta đưa toa ai mua gì mình bán nấy, ta mua cây gì thì mình bán cây nấy chứ. Toa là toa từ bác sĩ cái toa hay sao? Ừ, ta có toa ta đem bệ. Ai chỉ thì ta lại ta mua. À, dạ đồng ý. Ở trên YouTube dạ, hả? Dạ YouTube đúng rồi, YouTube á. Dạ. Em thấy cái này là thấy người ta chứa hộp. Đó là nó làm gì vậy, chị? Thằng nhức mỏi, uống trị thằng nhức mỏi. Thuốc này kê toa nha bà con nha. Kê toa.
Cái này là cái này là cái cũng là rau tươi, nhưng cái này là để xong hay sao? Để xong nấu nước mát luôn. À xong nấu nước mát luôn. Này là thì lá dứa nè. Yeah. Bánh rồi, cái này là từ bi. À, ủa lá dứa là lại thơm, nó ta làm nấu cơm, nấu gì để cho thơm không chị? Bây giờ về làm thuốc luôn hả? Ôi là mình có vô tình gặp là những cái thứ này nha bà con nha. Tức là những thứ mình ăn rất là bình thường nhưng mà nó lại là thuốc. Đó, nhưng mình không hiểu thôi, nhưng mà cái rau này có phải là rau nấu canh không? Ngải cứu hả? Ồ, ngải cứu chứ không phải là cặn cứu. Rau cặn cứu khác, là khác nhau. Đó, những cái rau mọi người hay bị nhầm nha. Như dứa thì mọi người là lá dứa mọi người rất là quen thuộc nè. Đó. Thấy không? Lá dâu. Này uống chảo. Dâu để làm gì? Chảo này để xong. À. À. Chỗ này là cây lẻ bạn. À, cái tác dụng nó là ho. Trị phổi. Dạ. Uống ho. Rồi tác dụng của cái này là gì? Cái đó là xông cảm. Xông cảm, mấy người bị cảm. Chỗ này mã đề uống khẩu phần. Dạ. Thường thì cho bán cái gì là nhiều mỗi ngày? Dạ, những cái rau như củ quả này chắc là phải bán nhanh rồi ha. Ừ, ngày nào thì mình không hết thì qua sao thôi mình bỏ. Dạ. À. Ờ. Thơ thì mình bán hàng ngày. Dạ đây. Mình đi phơi chứ mình bỏ gì bà. Phơi mình còn làm được không? Được. Vẫn là thuốc được hả? Được, phơi. Không bỏ chứ không có làm được. Dạ. Có thể có những cái mà mình sẽ tận dụng được, nếu mình phơi lại mình tận dụng được thì vẫn có thể phơi, đúng không? Dạ dạ. Đúng là chứ hộp cả luôn. Ừ. Chú hộp gì? Kiến hả? Chú hộp mình á, bình thường chú hộp. À, tên nãy chú nói cho uống trị bệnh gì đó mà. Uống ăn ăn cụ, uống trị bổ thận. À. Mà ăn được không? Được, ăn cũng giống như chú mình vậy thôi mà nó có hộp nè. Ồ dạ. Đây bà con, nghe không? À. Trời. Anh đi thấy, đi ngang thấy có mấy chỗ bán giống như kiểu như vậy. Ờ, cảm ơn chị nha. Ờ, bên này là thuốc Nam Hoàng số 1 Nguyễn Du. Đó thì ở đây thì ảnh cũng có bán là khá là nhiều thuốc. Đủ thứ cái, một kho luôn, mình trước cũng có bán. Anh mấy những cái này là bán cái gì anh? Giống như là bán, nó trị về cái gì á? Nó trị bệnh gì đó? Uống mát. Uống cho mát á hả? Ồ, ta mua gì ta nấu nước uống mát hả? Ừ. À, một cái vậy là bán bao sao? 5 ngàn, lọn 5 ngàn. Ừ. Lại bao gồm mía hả? Ừ. Mía này đâu phải mía thông thường phải không anh? Mía lao. Về nấu nước là mình nấu được mấy bình? Lít nước rồi, một lọn nấu lít nước. Dạ. Một lọn nấu một lít nước này có dứa luôn nè. Ừ. Đó, những cái rau củ quả mà thông thường mình có thể mình biết được, mình thấy được, nhưng mà có thể là các bạn sẽ không biết được nó là thuốc, mà mình không chuyên về cái đó sẽ không hiểu đâu, chỉ ăn uống bình thường thôi. Ừ. Nhưng mà ra những tiệm thuốc thì sẽ biết đó là thuốc và trị cái gì. Ở đây mình bán lâu chưa anh ha? Lâu. Là bao nhiêu năm rồi? Hai mấy năm nay à? Wow. Ở đây ai cũng bán lâu nữa nha. Đây á, phía sau bà con thấy không, có những cái cửa hàng mà thuốc giống như vậy á. Nó nhìn rau mình tưởng tượng, nếu đi bình thường ngoài đường á thì tưởng như là một cái chợ rau, một chợ rau có quả, nhưng mà khi mình mua mình hỏi ó giống như nè, một bó nè, bó như bên kia nó nói là uống mát rồi đó, mà khi vô thì mình mới thấy được là thuốc. Cân ký. Ờ, tính ăn nửa ký đó. Dạ, cân 6,5 thì có dứa hả? Dạ, anh xài nữa hay gì? Ừ, anh mua 1 ký thôi mà. Cái đó là gì đâu mà. Lâu rồi, em xài 1 ký là. Cân nửa ký nữa, có nửa ký rồi. Lá là lá bói nha. Lá bói. 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 Đó mình trị bệnh gì? Thì giờ thì tôi uống thì nó bị đại tràng với bị gút, mà tôi có bị gút thì đại tràng. À, nó chuyên trị gút và đại tràng. Nó thì cái gút
người Bắc người ta hay dùng để thay thế trà. Nó có vị thanh trà, đắng đắng nhẵn nhẵn mà nó thơm thơm uống kìa. Đúng rồi, giống trà. Thì người Bắc ta uống là không bệnh ta cũng vẫn uống. Dạ. Lan qua đây ngồi đợi chút nha. Tính anh nếu một gói vậy là nhiêu em? Này nửa ký hả? 25.000. 25.000. Dạ, ký 50. Thay vì muốn trà uống này tươi luôn. Tươi sao? 5 đồng để mọc cái đường suối một bên ấy, cây lớn lớn luôn. Ồ dạ. Năm năm mình nấu cỡ bao nhiêu? Cỡ bệnh như tôi uống ngày 200 g. Ngày là 200 gram. 200 gram là 2 lít nước uống trong ngày. Ồ. Uống đã. Bệnh thì mình uống 3-4 lá thì như bình trà vậy đó. Dạ. Tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Ủa em bán là lâu chưa? Nhỏ em bán em coi chừng. Dạ, cửa hàng chắc cửa hàng chắc lâu năm rồi ha. Dạ, lâu chứ. Lâu là cỡ mấy năm có. Ở đây ai cũng bán lâu hết trơn ha. Những cái bài thuốc nam á, bà con nhiều lúc nó chỉ là lá cây mình uống như là trà thôi, nhưng mà cái đó là uống rất là thoải mái dễ chịu. Nói về thuốc nam á, thì người ta nói là uống cái đó thuốc nam á, là nó có tác dụng là hỗ trợ điều trị bệnh, cho nên là mình uống nó dễ chịu hơn. Đây con bán nè. Ông quy một cả mình, bà con nếu đi ngang nhìn thấy không, y chang là một cửa hàng rau nha bà con ha, giống như một cửa hàng rau thôi, nhưng mà không phải, nó là thuốc. Này gọi là mình bán bó vậy luôn hả em? Dạ, có heo. Bó luôn hả? Bó, vậy là 10.000. Một bó thì trị bệnh gì? Ho, phổi. Đây là cái cây là lá là tên gì? Cỏ cứt heo. Cỏ cứt heo. Ê chà, nghe cái tên này thơm quá vậy. Những cái cây lá này nó bán, chắc nó mọc thông thường nó mọc ở đâu ạ? Ở ruộng đồng này nè. Dạ hả? Ở vườn để bao trồng. Dạ. Chị Ho nè bà con nha, cỏ cứt heo. Chị Ho. Đó. Cái gì cậu? Thấy không? Đó, còn cái này là cái gì? Đó là đu đủ dầu, chị đau lưng. Đau lưng. Ồ. Đây mình bán lâu chưa? Lâu ạ. Là bao lâu? Bán hồi đời bà ngoại tới giờ. Đời ngoại truyền qua đời mẹ truyền qua đời con. Dạ. Ba đời luôn rồi. Tính là hai mấy năm không? Chắc tại cái chợ này hình thành chắc cũng lâu lắm mà ha. Lâu lắm. Wow. Cái kia là người khác bán hả? Người khác mới một chùm nhấm nhấm như là người khác không đó. Ở đây mình bán mà có phải thuê mặt bằng không? Dạ không, ngồi nhờ chú chùa. Nhờ chú chùa, đây là cái chùa. Chùa bên đây hả? Dạ. Mình ngồi nhờ được. Chùa này nhìn lâu ở nhà cổ chùa à. Đế của xưa. Nhìn rất là cổ nha bà con. Bà con nhìn là nó toàn là chữ chữ hoa mà. Chữ hoa mà nhìn rất cổ này, mình quay sơ cho bà con xem nha. Đó là đinh lăng đó. Đinh lăng cũng làm thuốc được luôn hả? Làm thuốc ăn luôn á. Hả? Mình làm thuốc gì đinh lăng này? Đau nhất này nọ đó. Cái đinh lăng không được cái trồng ở nhà, ta trồng ở nhà đồng kiển á. Nhưng mà bà con có thể biết nó là trị đau nhất rồi nha. Ăn nướng này nọ đó. Quá ông cậu không cười kìa. Có không? Chứ có thuốc mà ăn với sung không? Thằng Yên á là mày phải quảng cáo vậy. Trời ơi trời, quảng cáo với tao bỏ giờ tao chạy luôn quá. Đúng rồi. Vừa làm thiện vừa mà nó vừa xong luôn. Phụ nữ cũng vậy luôn, cái gì mình phải giới thiệu là xong. Có những cái đúng rồi, có những cái mà thầm kín do ông vừa nói thôi đúng không? Không vừa nói ra ơi. Tới nhà trị bệnh gì? Cha, hôm nay mình đi tới mình tìm hiểu ra cũng có một số cái hay quá ha. Tới nhà này bình thường ở nhà một số người ta trồng á, nhưng mà ăn nó trị bệnh. Mình có nói ăn số lượng bao nhiêu không? Không, ngâm ra ngâm đường ra uống thôi. Nhưng mà uống đi nhỏ đi thôi. Dạ. Trị đau nhất thì kinh tọ này. Dạ. Hay quá ha. Hay đó, bà con, những cái rau củ quả mà bán như vậy á mà nó có rất là nhiều công dụng nha. Có cả sen luôn nè, mình thấy có sen luôn nè. Đây. Đó, thấy không? Đó hay. Đây là lá dứa. Nói chung là nhìn chung là các sản phẩm. Ê, cái này là giống lá lốt vậy cô? Lá lốt hả? Lá lốt cũng trị bệnh được cô hả? Dạ.
Lá lốt là mình trị bệnh gì cô? Ăn thằng nướng thịt bò nướng chứ không có ăn có trị bệnh gì hết. À thịt bò nướng hả? Chứ ta là mua về ta ăn hả? Ừ. Có rau là lá lốt luôn rồi đó. Wow, nhìn tươi quá nha. Rau nè bà con, thấy không? Tươi không? Đó, đây là cái đây là nó băng bó vậy nè. Băng bó như vậy mang về để uống nước nè. Phải không cô ha? Cái đó nấu nước để uống mát đúng không? Tại mình bán lâu chưa? Lâu rồi. Lâu là có lâu. Bán rồi 17 tuổi tới giờ. Trời ơi. Giờ là 50 tuổi rồi đó. 17 50 tuổi là tính ra là cũng ba gần 30 năm rồi. Ừ. Ôi. Tất cả những bà con ở đây bán được rất là lâu năm nên sẽ rất là nhiều kinh nghiệm. Dạ. Mới ra ra thôi. Dạ. Cũng có bán lâu. Dạ. Nên sẽ rất là nhiều kinh nghiệm để mà trị bệnh cho bà con. Nếu mà mua thuốc nam á thì tới ngay cái vị trí này nha, chân giới thiệu ngay từ đầu á là có thể là mua có khả năng là an tâm hơn, bởi vì là những cô chú bác ở đây là bán là khá lâu năm rồi. À ví dụ như là rau này là gọi là cái gì? Dòi. Cứt dòi. Thuốc dòi. À, nó trị bệnh gì chị ha? Nó trị về phổi. À. Ho phổi. Ho phổi hả? Ừ. Ho phổi. À, nhìn giống rau ăn quá ha. Ừ. Đấy, bà con muốn mua thuốc nam thì có thể tới để gặp những cô chú anh chị để tư vấn cho mình nó hiểu hơn, rõ hơn về tất cả những cái sản phẩm mình muốn uống để trị bệnh gì. Ừ. Đây là góc cuối đường đây bà con nha. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Thấy không? Lì nha, cưng. Cưng lì lắm á nha. À. Cái này như là có như là thuốc nam Úc bông này đó, mình cũng thấy bán giống giống nhau, hoặc là thuốc nam cô hoa nè. Đó, bà con là nếu có nhu cầu mà mua những loại thuốc nam thì tới ngay cái này mình thấy cảm nhận một sự yên tâm nha, bởi vì là ở đây bán lâu năm đó rồi, bán lâu năm rồi. Thuốc nam Úc bông lại cũng là chung nhau rồi. Ở đây mình Úc bông này, Úc bông là chung anh, chung chủ luôn hả? Ờ. Đây mình bán lâu năm chưa? À, gia truyền tức là truyền lại cho đời, tắt là đời qua tới đời con cháu rồi. Thôi tính ra hồi nãy hỏi vòng vòng là cũng phải là hai mấy ba chục năm ha, hai mấy ba chục năm rồi. À, bà con có hiểu được cái khu thuốc này, thuốc nam này là bán có thể nói là nó như thế nào rồi. Cái sự bán lâu như vậy chắc chắn là đã có một sự trải nghiệm, một cái sự kinh nghiệm để cho bà con yên tâm hơn nha. Chứ không phải đây là quảng cáo cho bà con biết, nhưng mà mình cảm nhận mình thấy ok được thì có thể là tới đây em giới thiệu cho bà con biết. Ủa cái này là cái gì cô? Rau bắp á hả? Rau bắp mình nấu trị bệnh gì? Uống cho mát chứ sổ tiểu. Cái người mà bị sưng phù. À. Sưng phù sổ tiểu. À. Rau bắp thì bà con có thể làm thuốc được nha. Đó. À, có cả như là gừng này đó. Rau này đó. Rất là nhiều, rất là nhiều. À, đối diện bên này có chùa cổ nha. Ok, tới khúc này là Trưng cũng cuối cái đoạn đường này rồi. Và Trưng cũng xin kết thúc video đây nha. Các bạn xem thấy hay bổ ích thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh Cao Trung Vlog. Và bây giờ xin chào tạm biệt.